Các bạn thân mến, tại Đại học San Diego, California, một nữ sinh 18 tuổi tên là Sarah Steger đã bất ngờ tử vong sau một ngày bị đau đầu. Trước đó, cô cảm thấy đau đầu không dứt, kiệt sức, buồn nôn dẫn đến tình trạng ngủ gật trên giảng đường. Nghĩ đó là một triệu chứng của bệnh cảm cúm, bố mẹ của Sarah khuyên cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn và đến trung tâm y tế của trường để xin thuốc. Thế nhưng không ai ngờ được rằng đó lại là những dấu hiệu của chứng viêm màng não do vi khuẩn cướp đi thanh xuân của cô gái còn quá trẻ đẹp. Chính chúng ta cũng hay cho rằng đau đầu, hoa mắt, chóng mặt hay những cơn ho khan chỉ là những triệu chứng vặt vãnh của sức khỏe, mắc một hai hôm là có thể khỏi nên chủ quan, lơ là và mặc kệ. Hoặc cùng lắm thì chúng ta đi mua một vị thuốc ngoài hiệu thuốc và tự uống. Thế nhưng thưa quý vị, theo đánh giá của các chuyên gia sức khỏe thì những triệu chứng vặt vãnh ấy lại là những dấu hiệu mà chúng ta không được phép chủ quan, bởi lẽ rất có thể chúng chính là mầm mống của những căn bệnh nguy hiểm cần phải được thăm khám ngay lập tức. Thứ nhất, đau đầu. Tất cả mọi người đều có thể bị đau đầu, thế nhưng nếu bạn thường xuyên bỏ lỡ giờ công việc và phải sống chung với thuốc giảm đau thì hãy đến bác sĩ để biết chính xác mình đang bị làm sao. Có thể đơn giản đó là do bạn thay mắt kính mới với độ cận không phù hợp hoặc thay đổi cách ăn kiêng, lối sống. Thế nhưng cũng có thể có những nguyên nhân nghiêm trọng hơn. Thứ hai, sốt. Nhiệt độ của bạn dao động giữa cao và bình thường một cách không lý giải nổi. Lúc thì sốt cao, lúc lại bình thường. Nếu gặp phải trường hợp này, bạn hãy tìm hiểu xem có điều gì đó không ổn. Nếu như bạn bị sốt quá 3 ngày thì cần phải đến bác sĩ ngay lập tức. Thứ ba, thị lực giảm. Thị lực của con người đều giảm đi cùng với tuổi tác. Nhưng nếu như bạn cảm thấy mình chỉ nhìn lờ mờ vào ban đêm hoặc có bất cứ một dấu hiệu đáng chú ý nào khác thì hãy đi kiểm tra cho chính xác để có thể yên tâm hơn về sức khỏe đôi mắt của mình. Thứ tư, đổ mồ hôi đêm. Đổ mồ hôi đêm là các đợt đổ mồ hôi quá nhiều có thể làm ướt sũng quần áo hoặc giường nệm và liên quan đến một tình trạng sức khỏe tiềm ẩn hoặc bệnh lý. Đổ mồ hôi đêm rất phổ biến ở cả nam và nữ, ở cả người lớn tuổi và trẻ em. Bạn nên đến khám bác sĩ nếu hiện tượng đổ mồ hôi đêm xảy ra một cách thường xuyên khiến cho bạn thức giấc nhiều lần, kèm theo sốt, sụt cân, đau khu trú, ho, tiêu chảy hoặc các triệu chứng đáng lo lắng khác. Hoặc chúng xuất hiện sau khi các triệu chứng mãn kinh đã hết trong nhiều tháng tới nhiều năm. Thứ năm, ho liên tục. Nếu bạn thường xuyên bị cúm, cơn ho sẽ sống chung với bạn trong vài ngày hay thậm chí là vài tuần. Nhưng nếu bạn ho theo định kỳ hoặc mãn tính thì cần phải đến bác sĩ ngay lập tức, bởi đó có thể là triệu chứng của bệnh viêm phổi hoặc ung thư phổi. Thứ sáu, đau ngực. Đau ngực có thể là chứng ợ nóng nhưng cũng có thể là do tim bạn đang bị bệnh. Nếu như cơn đau ngực kèm theo cơn đau ở tay trái thì bạn nên đến phòng điều trị khẩn cấp ở bệnh viện ngay, bởi có thể đó là do bạn đang lên cơn đau tim. Thứ bảy, yếu cơ bất thường. Bệnh nhược cơ hay bệnh yếu cơ là một bệnh tự miễn gây rối loạn thần kinh cơ. Điều này làm cho cơ mắt, mặt, cổ họng, cánh tay sẽ yếu đi và mệt mỏi. Khi bị nhược cơ, tình trạng yếu cơ sẽ xảy ra nhiều nhất trong 3 năm đầu và sau đó bệnh sẽ tiến triển chậm dần. Những dấu hiệu và triệu chứng của bệnh nhược cơ mà bạn thường gặp bao gồm khó thở do cơ thành ngực bị suy yếu, nhai hoặc nuốt khó khăn, chảy nước dãi, gặp khó khăn trong di chuyển, cử động hoặc khi nói, mệt mỏi, khan tiếng hoặc giọng nói bị thay đổi, bị chứng song thị, tức là nhìn thấy hai ảnh của cùng một vật, hoặc bị sụp mí mắt. Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác gây ra yếu cơ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng bệnh tự miễn và phì đại tuyến ức có liên quan đến việc hình thành bệnh này. Ngoài ra, yếu tố di truyền cũng có khả năng gây nên bệnh yếu cơ. Nếu như bạn đột nhiên cảm thấy khó khăn khi đứng, đi lại hoặc giữ thăng bằng, các cơ của bạn vẫn khỏe mạnh trước khi có những dấu hiệu này thì hãy đi khám ngay để biết chính xác mình có đang bị nhược cơ hay không. Thứ 8. Tiêu chảy liên tục. Dù là do thức ăn hay do bị nhiễm trùng thì tiêu chảy vẫn là một căn bệnh rất nguy hiểm. Càng kéo dài căn bệnh, bạn sẽ càng bị mất nước nhiều. Nếu thường xuyên bị bệnh này hoặc nếu như nó tiếp diễn trong vòng hơn 2 đến 3 ngày là lúc bạn cần phải đến bác sĩ.
Điều này càng phải được thực hiện ngay nếu như người bị tiêu chảy là trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi có sức đề kháng kém. Thứ 9. Khó thở. Tự nhiên, bạn cảm thấy khó khăn khi thở. Có thể bạn đang bị hen suyễn hoặc là một phản ứng dị ứng. Bạn nên nhớ rằng bệnh hen suyễn mà không được chữa trị thì có thể giết chết bạn. Những vấn đề về hô hấp nhanh chóng sẽ trở thành nỗi đe dọa cuộc sống của bạn hàng ngày. Vì vậy, đừng bỏ qua nó. Thứ 10. Cảm giác chán trường. Nếu bạn cảm thấy chán nản, buồn bã, thì tại sao lại phải chịu đựng một cách không cần thiết như vậy? Rất nhiều người đã tự tử vì trầm cảm. Vì thế, bạn hãy chữa trị ngay nếu như bạn hoặc mọi người trong nhà nghi ngờ bạn đang mắc căn bệnh đó. 11. Đi tiểu liên tục. Một người được cho là đi tiểu nhiều lần trong ngày nếu như số lượng nước tiểu trên 2,5 lít trong 24 giờ hoặc đi tiểu quá nhiều lần trong một ngày. Triệu chứng kèm theo đi tiểu nhiều lần trong ngày bao gồm tiểu ngắt quãng, tiểu không hết nước tiểu trong bàng quang mỗi lần đi tiểu, dòng nước tiểu ngưng đột ngột, tiểu gấp, bạn có cảm giác khó chịu như ép trên bàng quang làm bạn muốn đi tiểu ngay. Đi tiểu không tự chủ, tức là bệnh nhân có thể bị mất kiểm soát dòng nước tiểu bị rò rỉ liên tục hoặc từng lúc. Rối loạn đi tiểu, triệu chứng này sẽ khiến bạn có cảm giác đau hoặc nóng bừng trong hoặc sau khi bạn đi tiểu. Đi tiểu ra máu, có thể có một ít máu hoặc nhiều máu hoặc máu cục xuất hiện. Tiểu đêm, đi kèm tiểu không tự chủ như đái dầm, hoặc tiểu chảy nhỏ giọt. Tức là sau khi bạn đi tiểu xong, nước tiểu tiếp tục nhỏ giọt hoặc chảy ra ngoài, cảm giác sẽ căng nặng khi bắt đầu tiểu. Hiện tượng đi tiểu nhiều cả ngày và đêm được xác định là do bệnh lý hoặc do chế độ sinh hoạt hàng ngày, có thể tuyến tiền liệt của bạn có vấn đề hoặc là dấu hiệu của bệnh đái tháo đường hay nhiễm trùng bọng đái. 12. Vết lạ. Một số người thường mọc nhọt mụn ở vài nơi trên cơ thể. Nếu như nhọt chuyển màu, kích cỡ hoặc hình dáng thì bạn sẽ gặp nhiều phiền phức. Do vậy, hãy chú ý quan sát. Nếu nó không tự biến mất và không được điều trị, thì nó sẽ làm cho cuộc sống và sức khỏe của bạn gặp phải không ít khó khăn. 13. Đau bộ phận sinh dục. Đau vùng kín có thể là đau cấp tính do viêm nhiễm cấp tính liên quan đến cơ quan sinh dục, tiết niệu và cần được điều trị ngay lập tức. Cảm giác đau vùng kín được mô tả bằng các từ tê bì, đau như kim châm, kiến đốt, đau nhói như dao đâm, đau như điện giật, đau như súng bắn từng hồi, đôi khi là cảm giác bỏng rát hay cảm giác vùng kín bị phù nề lên. Đau có thể ở một bên hay cả hai bên, ở vùng mép bẹn, đau quanh cơ quan sinh dục, hậu môn, đau có thể lăn xuống mông và mặt sau chân. Vùng này trở nên vô cùng nhạy cảm với bất kỳ tác động bình thường nào như sờ chạm, xối nước, vệ sinh cá nhân hay mặc quần áo. Cảm giác đau này trở nên nặng nề hơn khi ngồi xuống, mang vật nặng hay đi lại. Ngoài ra, đau có thể xuất hiện và biến mất từng đợt trong ngày, đặc biệt là khi ngủ. Đau khiến cho người bệnh muốn đi vệ sinh liên tục và đau tăng khi quan hệ. Với đàn ông, đau tăng lên khi cương cứng làm ngăn cản hoạt động tình dục. Đây là triệu chứng liên quan đến các bệnh và các vấn đề về quan hệ tình dục. Bạn không nên lơ là nó đi bởi vì có thể chồng bạn hoặc vợ bạn sẽ bị lây. Bất kể những triệu chứng bệnh nặng hay nhẹ, nhưng khi bạn gặp vấn đề về sức khỏe thì đó là khi cơ thể bạn bị suy giảm sức đề kháng hay còn gọi là suy giảm hệ miễn dịch trong cơ thể. Vì vậy, tăng cường hệ miễn dịch là một việc làm rất quan trọng để giúp con người phòng tránh và chống chọi với bệnh tật, nhất là trong thời tiết khắc nghiệt quá nóng của mùa hè hay quá lạnh của mùa đông. Vai trò của hệ miễn dịch. Miễn dịch nói một cách nôm na là khả năng chống đỡ, sức đề kháng của cơ thể trước sự xâm nhập có hại từ bên ngoài và từ bên trong cơ thể. Các tế bào miễn dịch đảm nhiệm các chức năng miễn dịch. Chúng tồn tại, di động và lưu hành khắp cơ thể, làm nhiệm vụ tầm soát liên tục toàn bộ cơ thể nhằm phát hiện các tác nhân gây bệnh. Các vi sinh vật như ký sinh trùng, như giun, sán, nấm mốc, vi khuẩn và những vật lạ trong cơ thể sinh ra hoặc đưa từ bên ngoài vào như tế bào lạ, các phức hợp, kháng nguyên, kháng thể lạ, các tế bào ung thư để sẵn sàng tiêu diệt, loại trừ các tác nhân gây hại cho cơ thể. Cơ quan miễn dịch cho ta sự chống đỡ với bệnh tật của từng người khác nhau. Trong một khu vực có những bệnh mà người này thì mắc, còn người khác lại không mắc.
người không mắc bệnh chứng tỏ cơ quan miễn dịch của họ tốt hơn những người đã mắc bệnh, hoặc khi mắc bệnh thì cũng sẽ chóng khỏi nhờ vào sức đề kháng tốt của cơ thể. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức đề kháng của cơ thể. Ngoài những hội chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh do di truyền và một số chứng suy giảm miễn dịch mắc phải đặc hiệu như AIDS, mỗi chúng ta có thể mắc phải các chứng suy giảm miễn dịch thứ phát ở các mức độ khác nhau do nhiều yếu tố bên trong cũng như bên ngoài gây ra. Tuổi cao, căng thẳng, trầm cảm, chế độ dinh dưỡng không đầy đủ và cân bằng, ít luyện tập và tiếp xúc với thiên nhiên, mắc các bệnh mãn tính như bệnh gan, bệnh đái tháo đường, sử dụng các loại thuốc như kháng sinh, kháng nấm, kháng siêu vi trùng, thuốc chống viêm, thuốc kháng miễn dịch hay thuốc điều trị ung thư, bị nhiễm các độc tố như các hóa chất hoặc các chất độc có nguồn gốc sinh vật, đó là những yếu tố có thể gây suy giảm chức năng của hệ miễn dịch, làm giảm sức đề kháng của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh. Và sau đây sẽ là một số biện pháp làm tăng sức đề kháng. Thứ nhất, sử dụng các loại dược thảo. Các loại thực phẩm như tỏi, hành, kinh giới sẽ rất giàu chất flavonoid và giúp ngăn ngừa sự phát triển của các siêu vi và chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Tỏi đã được sử dụng như một gia vị và thuốc có khả năng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng siêu vi trùng và ký sinh trùng cùng với tác dụng tăng cường sức đề kháng rất hiệu quả trong các bệnh cảm cúm, viêm nhiễm đường hô hấp, được chứng minh là có tác dụng tăng số lượng tế bào miễn dịch tự nhiên. Kinh giới đã được nhân dân ta sử dụng từ bao đời nay làm thuốc giải cảm, giảm sốt, chống dị ứng rất hiệu quả. Thứ hai, bổ sung vitamin, chất khoáng và một số thực phẩm làm tăng sức đề kháng. Vitamin và khoáng chất có vai trò quan trọng đối với sự phát triển, duy trì các chức năng của cơ thể. Đây là những nguyên vật liệu cấu trúc nên tế bào, chuyển hóa các enzyme phản ứng trong tế bào, là thành phần không thể thiếu được đối với sự phát triển của tế bào nói riêng và cơ thể nói chung. Các loại nấm ăn cũng có khả năng tăng cường sức đề kháng cho cơ thể con người. Ăn nấm có thể giúp phòng các bệnh viêm nhiễm như cảm cúm, viêm họng, viêm nhiễm đường tiêu hóa và tiết niệu. Nghiên cứu trên súc vật và trên người cho thấy nhiều loại nấm ăn và nấm dùng trong y học cổ truyền của các dân tộc trên thế giới đều có khả năng phục hồi và tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Thứ ba, tập luyện thể dục, thể thao hàng ngày. Việc luyện tập thể dục, thể thao hàng ngày giúp tăng cường sự lưu thông máu đến các cơ quan trong cơ thể, đẩy mạnh đào thải các chất chuyển hóa độc hại. Nhờ đó, hệ miễn dịch được tăng cường. Vì vậy, bạn hãy tham gia bất kỳ môn thể thao nào mà mình ưa thích như chạy, đạp xe, bơi lội hoặc đi bộ. Phần cuối của chương trình ngày hôm nay sẽ là 10 mẹo vặt chữa các bệnh thông thường khác, rất đơn giản nhưng mang đến hiệu quả bất ngờ. Thứ nhất, đau đầu. Bạn sử dụng một túi đá đặt lên trán hoặc cổ hoặc tắm nước nóng. Một lượng caffeine trong một tách cà phê hoặc lon coca cũng có thể giúp cho cơn đau đầu giảm dần. Thậm chí, tập những bài tập mạnh một vài phút cũng sẽ giúp xóa đi cơn đau. Khi nào tất cả các giải pháp trên không hiệu quả thì bạn mới nên nghĩ đến việc dùng thuốc giảm nhức đầu. Thứ hai, nghẹt mũi. Bạn có thể thông mũi bằng cách cho nước nóng và xông hơi bằng bạc hà. Cho vài giọt tinh dầu bạc hà cay vào trong chậu nước, nhúng khăn vào chậu, chùm khăn kín đầu và hít thở thật sâu bằng mũi hoặc miệng. Hoặc nếu như bạn đủ can đảm thì hãy hít nước pha một chút muối tinh vào trong mũi để làm sạch đường thông khí. Thứ ba, viêm họng. Hãy súc miệng với nước ấm thêm một chút muối hoặc một thìa cà phê mật ong nguyên chất cũng sẽ làm mát họng hơn. Bạn cũng có thể lấy giá đậu rửa sạch, giã nhỏ, trộn với một chút muối tinh rồi ngậm trong họng. Đừng để cho chỗ viêm họng của mình lan rộng bởi vì đến lúc đó bạn sẽ ăn không thấy ngon và rất dễ bị mất tiếng. Thứ tư, nóng bụng. Nếu bạn thấy đầy bụng, khó tiêu, hãy thử uống hỗn hợp gồm soda và nước với tỷ lệ bằng nhau hoặc sử dụng một thìa canh mật ong để tránh hình thành axit. Có thể đặt một chai nước nóng lên lá gan, vị trí phía trên ngay bên phải bụng dưới để giúp gan và túi mật tiêu hóa tốt hơn những gì bạn đã ăn. Cuối cùng, để chữa ợ chua, bạn hãy ăn một quả chuối. Thứ năm, đau và mỏi chân.
Bạn đã trải qua một ngày hoạt động rất vui vẻ và thú vị, thế nhưng đôi chân của bạn thì đau nhừ. Khi đó, bạn hãy ngâm chân vào nước muối ấm và thư giãn. Sau đó, để khô chân và bôi kem dưỡng. Nếu bạn phải đi bộ nhiều thì nên mang theo thuốc xịt để làm mát chân. Còn nếu bị bong gân, bạn cho đá vào khăn và đắp lên vết thương cho đến khi đỡ đau hơn. Hãy kiên nhẫn, bong gân cần nhiều thời gian để hồi phục hơn bạn nghĩ. Thứ 6. Đau bụng kinh. Khi bị đau bụng kinh, bạn nên tránh ăn những thực phẩm nhiều đường, nhiều muối, chất béo và caffeine. Cá hồi, vitamin E, dầu anh, thảo, gừng, trà hoa cúc và việc chườm nước ấm là những việc có thể làm cho bạn cảm thấy thoải mái hơn. Một chế độ ăn kiêng hợp lý với không quá nhiều sản phẩm từ sữa, thịt tươi hoặc chất béo bão hòa có thể giúp cơ thể bạn giảm bớt lượng estrogen trong giai đoạn này. Estrogen chính là nhân tố làm cơ thể mệt mỏi. Thứ 7. Bị bỏng. Bạn bị mỡ bắn hay bị phồng rộp ra tay khi cố gắng nhấc nồi xuống bếp bằng tay? Có nhiều cách để giúp cho bạn khỏi bị phồng rộp và mau lành vết bỏng. Bạn có thể thoa một ít sữa lạnh lên chỗ bỏng hoặc ngâm tay trong nước đá. Để giảm đau và nhanh liền vết thương, bạn cũng có thể bôi thêm một lớp kem vitamin E thật mỏng. Thứ 8. Đau lưng. Đau lưng không chỉ xảy ra với phụ nữ mang thai mà còn cả với người già. Đây là chứng bệnh một phần là do lười vận động. Để thoát khỏi chứng đau lưng, bạn chỉ cần đắp lên đó gừng đã được nghiền nát hoặc xoa bóp bằng dầu khuynh diệp. Một cách chữa nữa đó là lấy dầu từ tỏi được cắt nhỏ trộn với dầu vừng, đun nhỏ lửa khoảng 5 phút, đợi đến khi hơi nguội thì đặt lên chỗ đau. Thứ 9. Đứt tay. Trong khi vội vàng, bạn đã làm đứt tay. Đừng coi thường những vết thương hở này, bởi vì hằng ngày tay của bạn sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn, rất dễ gây nhiễm trùng. Bạn nên lấy chất nhờn từ nha đam để bôi lên chỗ chảy xước hay chỗ đứt tay sẽ giúp làm lành vết thương nhanh chóng. Đôi khi chính những điều nhỏ bé lại có sức ảnh hưởng, tác động lớn lao đến chúng ta. Một hành động, một cử chỉ quan tâm ân cần, một lời thăm hỏi động viên cũng đủ khiến cho ta cảm thấy cảm kích và xúc động. Thế nhưng một triệu chứng nhỏ thôi như cơn ho khan, cơn sốt nhẹ hay xuất hiện vết lạ trên người thì đó cũng đều là những cảnh báo sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề nào đó. Vì thế đừng coi thường đó là những hiện tượng vặt vãnh mà lơ là chúng nhé. Hãy chăm sóc sức khỏe của bản thân ngay từ những điều nhỏ nhất để cơ thể bạn được khỏe mạnh toàn diện, an lạc và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hãy đăng ký kênh YouTube của Sống An Lạc và đón chờ những thông tin y học bổ ích được chúng tôi đăng tải hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.